hoặc năng hí luận, hoặc sở hí luận, hoặc chỗ hí luận hoàn toàn vô sở hữu. Vì vậy, này thiện hiện, sắc không hí luận, thọ tưởng hành thức không hí luận, nhãn xứ không hí luận, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không hí luận, sắc xứ không hí luận, thanh hương vị xúc pháp xứ không hí luận, nhãn giới không hí luận, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không hí luận, sắc giới không hí luận, thanh hương vị xúc pháp giới không hí luận, nhãn thức giới không hí luận, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không hí luận, nhãn xúc không hí luận, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không hí luận, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không hí luận, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không hí luận, địa giới không hí luận, thủy hỏa phong không thức giới không hí luận, vô minh không hí luận, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não không hí luận, bố thí ba la mật đa không hí luận, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không hí luận, pháp không nội không hí luận, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không hí luận, chân như không hí luận, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ không hí luận, bốn niệm trụ không hí luận, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hí luận, thánh đế khổ không hí luận, thánh đế tập diệt đạo không hí luận, bốn tịnh lự không hí luận, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hí luận, tám giải thoát không hí luận, tám thắng xứ, chín định thứ đạ, mười biến xứ không hí luận. Tất cả pháp môn tam ma địa không hí luận, tất cả pháp môn đà la ni không hí luận, pháp môn giải thoát không không hí luận, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không hí luận, bậc cực hỷ không hí luận, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân không hí luận. Năm loại mắt không hí luận, sáu phép thần thông không hí luận, mười lực Phật không hí luận, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng không hí luận, đại từ không hí luận, đại bi, đại hỷ, đại xả không hí luận, pháp không quên mất không hí luận, tánh luôn luôn xả không hí luận, trí nhất thiết không hí luận, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hí luận, quả dự lưu không hí luận, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác không hí luận, tất cả hạnh đại Bồ-Tát không hí luận, đoạn trừ vĩnh viễn tập khí phiền não tương tục không hí luận, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không hí luận. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ-Tát nên hành bát nhã ba-la-mật-đa sâu xa không hí luận.